Lần này mình phải thắng vòng Among Us này mới được. Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức. Mấy đứa ơi, muộn rồi, bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ nào. Dạ, tụi con biết rồi ạ. Hena, cậu đến rồi nè, vào đây, vào đây. Wow, mình tự chọn được gương mặt với trang phục luôn nè. Chắc là mình sẽ chọn cái này rồi tới cái này đi ha. Được rồi, cái này nhìn cũng ổn áp đấy nhở. Cuối cùng đây, nhìn xinh thế đấy. Khoan, chưa đổi đồ mà vội vàng đi đâu đấy bạn ơi. Đúng nhở, chắc cái này ok đấy. Tôi sẽ làm màu đỏ nè. Đưa tay đây nào, đi chơi thôi bạn ơi. Chờ bao lâu nữa đây trời ơi. Chào mọi người, chúng mình tới rồi đây. Một người trong số chúng ta sẽ là kẻ mạo danh. Thời buổi này thì đừng tin bố con ai cả các bạn ạ. Đến lúc xem nhiệm vụ của chúng mình rồi. Wow, hơi bị nhiều luôn nhá. Ồ, tôi ghét đi đổ rác lắm luôn á. Thôi thì số phận ăn bài rồi. Chúc mọi người may mắn. Xem nào. Úp, dây điện này bà con ơi. Chắc chắn là nhiệm vụ rồi. Sao mình không nối được chúng vào nhau nhở. Chắc chắn phải có cái lý do gì đó mới có cái tủ điện này đây. Đỉnh luôn. Mà sao lắm dây thế này. Đúng là mớ hỗn độn mà. Sao mà mình sửa nó được. Anh lệ em đón dây điện ơi. Khó vậy ai chịu nổi. Chả có cái gì hoạt động được cả. Nhiệm vụ bất khả thi mà. Mình bị mắc luôn vào dây rồi. Trời ơi là trời. Có dây điện ở đây này. Chắc đây là một trong số nhiệm vụ rồi. Chắc là phải kéo nó xuống nhỉ. Wow, kéo mãi luôn được á. Chắc là mình phải mang nó đi đâu đó rồi. Ok, lấy thêm dây ra đây. Giờ thì mình có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xung quanh phải có nhiệm vụ nào chứ nhỉ? Một sợi dây điện. Nhiều đây chắc đủ rồi. Cắt thôi nào. Sợi dây này dẫn ra bên ngoài nè. Tớ tìm thấy điểm cuối rồi nè. Thêm một đầu dây điện nữa nè. Cơ mà hình như chúng không trùng nhau thì phải. Chắc mình phải dùng cả những sợi dây khác nữa. Bị kẹt cứng ngắc luôn rồi. Hello đó. Tớ chỉ đang làm nhiệm vụ thôi nhá. Wow, nhiều dây điện quá mà. Hèn chi danh dương bị mắc kẹt ở chỗ này. Đỏ ơi, tớ mang cái này tớ giúp làm nhiệm vụ dây điện này. Wow, tớ còn không để ý thấy cậu vừa tới luôn á vàng. Khoan, chắc là cần thêm một cái nữa mới được á. Hợp lý đấy. Hay thêm một cái nữa nhở, cũng đâu hại gì đâu. Sợi dây này phải xuất phát từ chỗ nào chứ nhở. Ôi, không kéo được nữa rồi, giờ tớ phải quay lại mới được. Càng nhiều càng tốt. Vàng bảo thế mà. Được rồi, cắm vào nào. Xanh lá tiêu đời rồi. Nhiệm vụ ngu ngốc. Ai mà làm được cái quỷ này chứ. Con này lên đèn rồi. Mình làm được rồi. Mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cấp báo. Cấp báo. Con người tiêu đời rồi. Tiếng gì mà khiếp thế. No. Cậu dám ấn nút trước tớ à. No là kẻ khả nghi á. Cậu ấy giấu hết dây điện đi rồi. Vàng sự danh là tớ thì xác rồi. Tớ không biết, bỏ qua vòng này đi. Tụi mình đâu có đủ thông tin đâu. Mấy cái đứa óc quả nhon này. Kẻ mạo danh sẽ xử hết mấy đứa thôi. Thôi thì quay lại làm nhiệm vụ thì hơn á. Wow, sao mà có nhiều rác ở đây quá vậy. Làm hoài không bao giờ xong luôn á trời. Tôi đã sẵn sàng dọn dẹp đống rác này rồi. Người gì mà vô ý thức ném rác ngay trên mặt đất như thế này chứ.
là ma rồi thì mình không cần phải nhặt rác nữa. Tớ đi xem xung quanh đây còn rác hay không nhá. Xanh Dương dùng chổi hơi bị điêu luyện đấy. Rác với trà rưởi, cái mùi này sẽ bám mình cả ngày mất. Chán muốn xỉu luôn trời ơi. Vỏ chuối á? Dưới chân nâu á? Họng khẩn cấp. Nâu là thủ phạm đó, cậu ấy chỉ giả vờ dọn rác thôi. Tớ bảo các cậu rồi, cậu ấy là người sửa danh lá. Chắc chắn cậu ấy là kẻ mạo danh rồi. Không phải. Hai phiếu rồi đấy, nên xin lỗi nha nào. Nhưng hai người họ nó có lý thật đấy. Cậu phải rời khỏi cuộc chơi thôi. Chả công bằng tí nào. Chào bạn ma mà nhé. Tuyệt lắm cả nhà yêu ơi, quyết định này quá là sáng suốt. Cơ mà tớ vẫn phải gửi cho họ cái này đấy. Khoan đã, tụi mình phải làm tí âm nhạc căng thẳng rồi mới mở nó được. Cái này mở ra hơi khó nhở. Mở cái này ra thôi mà. Căng thẳng đấy chứ. Nhìn mà muốn xỉu theo đó trời. Để tôi giúp nào. Hai người thì chắc chắn là mở được rồi. Và ngay bây giờ là... Thôi đưa cho ngộ đi nè. Tức cái lồng ngực ghê, xé ra thôi mà cũng hồi hộp nữa. Đây, thấy chưa? Có khó chứ đâu mà mò nãy giờ. Tụi mình sai rồi, Elsa là người tốt đó. Vậy là kẻ mạo danh vẫn đang ở đây nè. Không biết bọn họ có tìm ra kẻ mạo danh trước khi kẻ mạo danh xử hết họ không nữa. Là ma cũng hay chứ, tụi mình chẳng cần phải làm nhiệm vụ gì cả. Bim bim bam. Tôi bó tay vào luôn á. Được rồi, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tụi mình sẽ đánh bại được kẻ mạo danh. Cái này chắc dễ lắm đây, chỉ cần nhập mật mã thôi mà. Mà không đúng à? Xem nào. Hả? Mật mã gì mà dài cả một cây số thế này? Thôi được, mình phải thử từng cái một thôi chứ sao giờ? Chắc cũng phải mất một lúc đấy. Mà ít nhất thì mình chả phải nghĩ gì cả. Được rồi, không có gì cả. Thế thì dễ đột nhập vào phòng thôi. Được rồi, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đến rồi đây. Chỉ cần quét thẻ nhân viên thôi là xong, dễ nhàn cháo. Hả? Không được kìa, thử lại lần nữa xem sao. Vẫn không có gì, sao lại thế được nhỏ? Hay là mình phải quẹt nhanh hơn? 187654. Không được, 259784. Cái gì thế? Hả? Cái trò gì mà chẳng vui vậy. Quét cái thẻ thôi mà làm khó làm dễ quá nhá. Hay là mình cứ quét tới quét lui như này thôi là được. Rơi mất quả táo rồi. Đến đây nào cưng. Mình có ý này. Logo xuất hiện đây. Ôi, chắc là quả táo này cũng giúp được chút gì đó. Được rồi, cắm sạc vào nào. Giờ thì cái máy này hoạt động rồi đây. Quẹt nào. Giỡn mặt nhau đấy hả? Xanh Dương này, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu có mật mã thật đấy. Đúng thế, ta chính là kẻ mạo danh đây. Ta đã mai phục danh lá khi cô nàng đang bị phân tâm với mớ dây điện giả mà ta đưa ra. Dù nâu xuyên băn gằm đứng lúc ta có tay, thế nên ta phải chăm sóc quả. Nâu không giỏi làm nhiệm vụ lắm nên đổ tội cho thí mấy dễ như ăn cháo. Thật may là các ngươi đều chọn loại cô ta. Và tất nhiên thay thế mật mã thật thành một đống mật mã giả quá sức dễ dàng. Ta biết chúng làm cậu bận rộn đủ lâu để ta có thể lén tiếp cận cậu. Tạm biệt, Danh Dương. Ê, tôi nói cho nghe cái này nè. No. Xanh Dương, vậy là... Đỏ, Hana.
tôi không muốn cậu phải nhìn thấy cảnh này. Không thể là cậu đứa, không thể nào. Tôi xin lỗi Hannah, nhưng vàng phải thắng. Hãy để chuyện này qua nhanh đi. Vĩnh biệt đỏ, an nhiên miền cực nhọc nhá. Yes, thắng rồi. Hannah dậy đi. Cậu khóc đấy hả? Chỉ là ác mộng thôi. Ơn trời. Ơn giời. Nhưng nhìn nè, tớ thắng trò Among Us rồi nè. Tớ là kẻ mạo danh đấy nhá. Tớ sửa hết rồi mà. Mấy đứa này còn chả biết tớ là hung thủ luôn. Các chế có biết vàng là kẻ mạo danh không? Hay các bạn nghĩ đó là người khác vậy? Hãy cho chúng tớ biết trong phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay ho hơn cái này nhé.